Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ, em Phong Bùi và em Nhân Gà đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia. Thì cũng Bùi Hồ đã thông báo ở trên Facebook của cô bác quý chị. Thì hôm nay thì các em có mặt tại đất nước Campuchia để thay mặt tất cả mạnh thường quân và đặc biệt là cô Mi ở Lào Việt Kiều Mỹ hỗ trợ các phần quà là gạo cũng như là em Phong với em Nhân hỗ trợ những cái phần tiền kim cho các hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ ghé nhà cô ba ở đây đã chuẩn bị những cái phần quà là những cái phần gạo để phát hơn 100 xuất quà cho các hoàn cảnh khó khăn, và ngày mai thì sẽ phát. Bây giờ Bùi Hồ và cô bác quý vị xem cái câu chuẩn bị như thế nào ha. Đây là cô ba nè, cô ba đã chuẩn bị hơn 100 gạo cho bà con khó khăn Việt Kiều Campuchia nói riêng và hoàn tất cả các hoàn cảnh khó khăn ha cô ba. Dạ. Cô ba phải đi mua gạo rồi phải phân ra rồi thậm chí là cả phát phiếu luôn hay cô ba ha. Dạ, cô ba là một trong những cái người Việt Nam mà qua đây sinh sống cũng khá là lâu nên cô ba sẽ biết được đâu là những cái hoàn cảnh khó khăn cần phải giúp đỡ. Dạ, ngày mai thì mình mấy giờ mình sẽ phát nha cô ba ha? Giờ dạ tỷ mình đã phát phiếu rồi, ngày mai khoảng cô hy sinh một ngày cho tụi con luôn. Dạ. Không bán luôn. Rồi xong rồi như một ngày đó thì như những người này nào người ta đi làm chưa về á thì chiều người ta về thì người ta lại lấy mỗi một ngày luôn. Dạ. Một ngày luôn rồi chừng nào ngày giờ nào người ta lại lấy thì cứ gì cứ phát gạo thâu phiếu phát gạo thôi. Dạ. Mỗi nguyên ngày luôn. Dạ. Thì tụi con cũng thay mặt cho tất cả các mạnh thường quân của trên của ba anh em của tụi con cũng như là cô Mi ở làm việc trường Mỹ hỗ trợ thì chân thành cảm ơn cô ba đã hỗ trợ cho tụi con để qua đây để phát những phần quà. Cô bà được làm vậy là con vui lắm, cô có hỏng được cái gì nhưng mà cô ủng hộ cho tụi con thì cô rất là vui. Dạ. Cô rất là vui. Dạ. Con cảm ơn cô ba nhiều. Vào ngày nay đây thì mình sẽ phát gạo cho cô bác quý vị về lại thủ đô Phnom Penh của đất nước Campuchia để chia sẻ những cái khó khăn của người Việt ngay tại đất nước Campuchia. Cô bác quý chị thì đồng hành cùng với mình đó thì có cô Mi là Việt Kiều Mỹ ủng hộ $500 để mà phát các phần gạo cho bà con. Thì trong đây là có 140 phần gạo, có nghĩa là mỗi một phần 10 kg thì được 140 phần. Và cái công việc này thì được sự hỗ trợ của cô ba là một người Việt Nam đang sống tại thủ đô Phnom Penh đã mua cho tất cả hai anh em sẵn để phát gạo cho ngày hôm nay. Thì cái công việc phát gạo thì cô phải in ấn thì chở gạo rồi tới á, thì cảm ơn cô rất là nhiều, đồng thời cảm ơn mạnh thường quân của em Phong Bụi cũng đã đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là cô Mi để có thể chia sẻ những cái yêu thương này ngay tại đất nước Campuchia. Và đây là các phần đây là một cái đống đồ được một nữ đại gia người Việt bán lại cho em Phong phá giá với là $50 để chia sẻ cho bà con khó khăn. Và hình ảnh phía sau lưng của Bùi Hồ đây là các bà con của người Việt của mình nói riêng và người Campuchia nói chung đang có hoàn cảnh khó khăn, đang lựa những cái đồ có thể mặc được để đem về nhà, chẳng hạn như là những cái chiếc áo ấm này cô bác quý anh chị, như đứa bé nhỏ xíu ở đây nè cũng đang lựa đồ nè. Và tí xíu nữa đây thì khoảng hơn một giờ thì sẽ Bùi Hồ với em Phong Bụi cũng như là cô ba với lại em Nhân Gà sẽ phát những cái phần gạo cho bà con ở nơi đây nha cô bác quý anh chị. Đây là những cái áo mà gọi là của một nữ đại gia người Việt phá giá lại nên áo cũng còn rất là mới. Vì cô mặc đó nên cũng còn rất là mới nè, dễ thương lắm. Anh Hồ mặc đẹp nè. Ủa, áo nữ mà. Nếu như mà anh mặc áo này thì cũng hơi lạ lạ ha. Dạ chị, có thể lựa không đồng. Chị người Campuchia. Bùi Hồ mặc đây đi, Bùi Hồ ơi. Dạ, Bùi Hồ mặc cái đầm nữa được á. Bùi Hồ mặc thì được ạ. Ôi trời ơi trời. Cô ba là người hỗ trợ cho Bùi Hồ và em Phong Bụi để phát những cái phần quà. Cô ba nói Bùi Hồ mặc cái này được nè. Anh thấy là em thấy là hợp với Phong hơn đúng không? Ừ, mấy người da trắng mặc đẹp hơn. Ờ, anh cũng được. Ở đây này có một phần quà nè. Không biết là bạn có thích gạo không?
6 tháng 2 này phiếu của ai á? Phiếu của ai đâu? Đây, phiếu này đúng rồi, chính xác rồi. Sau phiếu có cái giống cái logo này. Đây có cái logo nhỏ nhỏ này nè. Cái logo này của nhà cô Ba tự sáng chế ra. Đây là phiếu nhận gạo ngày 2 tháng 6 năm 2022. Anh Hồ vô lấy gạo đi cho cô. Đây đây con có cái con cái hành lý. Đây cô cũng lại. Cái phiếu là cô nào cùng với tôi con đúng không? Đây đây, cầm 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 lý do là các phần gạo các anh em đã chuẩn bị là 140 phần nên những cái phiếu đó nó không có mọc á, thì có những người lại phát phiếu lại không có gạo nên các anh em sẽ rất là khó sẽ cái phiếu như thế này nè. Thế này xin sao nè. Dạ. Sao nó hết thấy rồi. Nó không có tên hay gì đó. Quên luôn rồi. Giờ con không phải vậy. Tại vì tụi con im tao giấu nè. Mẹ cô. Cô ha. Dạ. Cô ở tỉnh nào? À, trả tay hỏi tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang. Lên đây đặt ông này, ở đây luôn rồi, nắm đứa con này. Cô này có người Nam. Chồng là công chí à? Dạ. Chồng là công chí. Dạ. Việt Nam. Dạ. Là tại vì tụi con á có số lượng nhất định rồi, con sợ là ví dụ như là mọi người đưa những cái con nãy á thì có người có thì thật là đối tổng các bạn đó có khó lắm. Dạ có gì cụ hữu giúp tụi con ha. Đua tóc đúng không? Đua tóc đúng không? Để coi hỏi chị kia mà chị gửi được chị Hồng nói tên chị Hồng mà biết thầy chỗ nói chị có biết không quên mà có hơn đâu đã có nghe bảo là nói rồi có thầy thuốc có chi chưa em giữ lại cho biết nói lên con thấy mà xem có hơn nghe con ở đâu gãy hả ở gãy không có này thôi những con bá ra phần bên này đâu chưa chưa nữa là rồi từ con nó đây đây. Việt người Khmer đến đây nhận gạo, mình thì không phân biệt là người Việt hay người Khmer, nghĩ sao là đã có phiếu thì được nhận, còn quần áo thì cứ miễn phí, dạ. Ai cứ đến lấy thì bao nhiêu thì lấy. Đây 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 con nào con đưa gạo thôi mình đỡ con ha. Thôi giờ dùng nước đá cho má khỏi cho má nha. Chú này mấy phiếu anh hồ? Bốn phiếu. Chú này nổi không? Bao mới xin sẽ bao. Campuchia hay là người Việt Nam của bác quý vị.
cũng được. Anh này là anh vàng nè, anh vàng. Rồi nè. Phần nên ở trong đó rất là nhiều luôn, em có thể quay cho mọi người thấy. Mệt nhưng mà vui lắm. Mệt. Này cấp khoảng tầm khoảng nửa tiếng là xong à? Ở nhà. Này cái quần dài của ta có không phải cái gái mà được nè. Ok, cái đẹp kia ha. Rồi một bao. Có trường hợp đó, người Việt, có trường hợp người Campuchia. Tại vì ở khu vực này á, là người ta ở trên cái mé sông á, có người không có nhà. Nếu mà mọi người có hiểu rõ hơn có thể xem các video ở trong cái chuỗi video gần đây nhất của tụi mình liên quan đến Campuchia. Sáu bao. Em bao bao đây anh, bao bao. Đâu để xe nào đâu? Thậm chí mọi người hình dung là mồ hôi ở đây này,
mà chỉ cần thở thôi là đã thấy thấy mệt rồi. Còn hơn 100 phần nữa. Dạ phải đi, từ từ cho nên ta đợi tới. Còn chỉ chơi trong một không? Để xe cản bớt ha. Còn dạ. Dạ. Cho con. Dạ dạ cho. Bà cứ lấy thoải mái. Bộ đồ này nếu như mà cái chị mà bán cho mình thì mình mua thì nó bán một cái là 2 bao 2 ngàn kia. Chú anh tôi đỡ cậu cho tôi. Ôi trời rồi. Thôi không hả? Con nhờ người chở nó cho. À dạ. Không được. Đúng nữa nào. Đó. Dạ. Có. Nó là con hả? Thank you.
Phong ơi, Phong, Phong bán cái thì cứ ai lúc mới khi mà chưa biết đó, mới chơi lấy lại xin tay quan, anh mai là chạy ra hả, bỏ chơi chạy áo rồi là bỏ rồi, tối không, dùng cái áo này phe, phải anh bỏ cái chạy, mà mình đang ngay chạy, mà nó mình đang nè, chạy này, cho đây nhá.
Những cô chú nào mà đến cũng có gạo á thì cũng có thể nhận được quần áo và người ta cũng rất là vui. Và ở đây thì người Việt có, người Campuchia có thì tụi mình cứ san sẻ hết hơn khoảng 140 phần quà. Nãy giờ thì phát cũng hơn 100 phần quà cô bác quý chị và thời gian cũng còn khá là dài và thậm chí là có thể là họ sẽ nhận đến chiều luôn. Thì cô ba sẽ phát liên tiếp và cái đoạn clip của mình cũng khá là dài rồi. Thì đây là một cái hành trình của các anh em của Bùi Hồ, em Phong Lượng và em Nhân Gà ngay tại thủ đô Phnom Penh, cầu Sài Gòn, đất nước Campuchia để hỗ trợ bà con khó khăn nói chung và Việt kiều Campuchia nói riêng. Và một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, chân thành cảm ơn cô My là Việt kiều Mỹ đã hỗ trợ 500 đô cũng như là Mạnh Thường Quân của em Phong Bụi đã đồng hành cùng kênh. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị. Xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại. Phát gạo mà nhờ có cô ba hỗ trợ, có nhà của cô ba ở đây nè, cho con thay lời Mạnh Thường Quân cảm ơn cô ba với lại chị Hồng rất là nhiều. Dạ, dạ. Cô ba con là bây giờ nhà tỷ rồi, cô không có vốn gì, cô góp công không dạ. Có gì đâu thì cô cũng vui lắm. Cô ba có muốn gửi lời nào với bà con Việt Nam mình ở Việt Nam mình không? Cô cũng cảm ơn những người Mạnh Thường Quân gửi những cái phần quà về lên đây để bà con nghèo. Cô cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Mình Việt Nam sống xa xứ thì mình thấy hoàn cảnh khổ mình cũng thương lắm con. Mình nói lên thì mình không bằng ai, mình nói xuống rất là nhiều khổ hơn mình.
đó. Bây giờ cô cũng không biết nói gì hơn, cô cũng cảm ơn những người mà hảo tâm giúp đỡ những người khó khăn. Cô có thể chia sẻ một chút xíu về người Việt kiều ở Campuchia không cô, cô bà? Nói chung là những người ở đây sống khó khăn rất là nhiều, công chuyện làm bắt bên lắm, không là nhiều khi người thì đi dọn ve chai, người đi làm mướn rửa chén đồ các kiểu, cũng khổ lắm thôi. Nói chung là cũng nhờ những người mạnh thường quân, nhiều người cũng lên đây giúp đỡ như tụi con vậy đó, thì người ta cũng sống qua ngày. Cô ba là một người Việt Nam xa xứ cũng khá là lâu rồi, thì hôm nay thì trên đất nước Campuchia thì cô ba có nhắn nhủ những lời nào đối với người Việt ở trên đất Việt không? Cô không biết nhắn sao, biết nói sao. Thì cho cô ba chỉ biết nhắn là những người đó ráng ở Việt Nam thì có lòng tốt hảo tâm thì giúp đỡ những người xa xứ thôi, chứ cô cũng biết nói sao. Dạ thì một lần nữa con thay mặt Mạnh Thường Quân thì của kênh Em Phong Bụi và Mạnh Thường Quân của kênh con là cô My ở Mỹ á, thì cũng có hỗ trợ cái số tiền để mà gạo, thì nhờ có cô ba đồng hành thì tụi con mới hoàn thành được cái công việc của ngày hôm nay. Thì tụi con xin chúc cho cô ba có một cái sức khỏe dồi dào, mua mai bán đất, và đặc biệt là trên đất khách á, thì sau này trăm tuổi già thì cô ba sẽ quay lại với hương để sống ở Việt Nam mình. Dạ. Cũng chúc những người Mạnh Thường Quân mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, để có sức khỏe đặng làm, đặng ủng hộ những người khó khăn. Yeah.